Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Là một trong những huyền thoại có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng túc cầu, Ronaldinho dường như đã đánh mất tất cả khi bị phong tỏa tài sản và rơi vào cảnh ra tù vào tội. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó thì huyền thoại Brazil lại kiếm tiền như nước và xây dựng lại được khối tài sản khổng lồ. Giống như những siêu sao bóng đá xuất thân từ Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng, Ronaldinho được gắn cái mác một kẻ lắm tài nhiều tật. Nhờ tài năng chơi bóng của mình, Rovão đã kiếm được bộn tiền và bắt đầu cuộc sống xa hoa, phung phí mà bất kỳ ai cũng phải ao ước. Năm 2005 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Ronaldinho với danh hiệu quả bóng vàng thế giới và cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đây cũng chính là thời điểm mà Ronny vươn lên trở thành cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất của làng túc cầu. Theo thống kê của France Football, Ronaldinho đã kiếm được 22,5 triệu euro trong năm 2005, vượt qua cả cỗ máy kiếm tiền bóng đá lúc bấy giờ, David Beckham. Trong số 22,5 triệu thu nhập đó, huyền thoại Brazil kiếm được 8,5 triệu euro từ tiền lương và 14 triệu euro từ tiền quảng cáo. Còn số 22,5 triệu euro có thể là khá khiêm tốn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà nên nhớ rằng thì đây là năm 2005, thời kỳ mà mạng xã hội và truyền thông chưa phát triển như hiện tại. Nếu mà so sánh thì sức kiếm tiền thời kỳ đỉnh cao của Ronaldinho cũng chả hề thua kém so với Ronaldo hay là Messi vào lúc này. Những năm tháng đỉnh cao đó đã giúp cho Ronaldinho sở hữu một khối tài sản khổng lồ ở thời điểm giải nghệ. Vào năm 2015, Rovão được cho là đang nắm trong tay khoảng 90,5 triệu đô la. Đứng thứ 9 thế giới, dù khi đó anh đã phiêu dạt ở một đội bóng ít tên tuổi tại Brazil. Tuy nhiên, số tiền đó cũng đã dần bay hơi khi mà cựu cầu thủ Barca vướng vào những scandal vô cùng rắc rối. Ở thời điểm chơi cho AC Milan, Ronaldinho chịu chi ra tới 75.000 đô la Mỹ mỗi tháng thuê căn biệt thự ở trung tâm Milan. Một số nguồn tin từ báo chí Italia khẳng định, tay chơi này còn chi thêm gần nửa triệu đô la Mỹ để cải tạo căn biệt thự với các phòng chức năng như sòng bài, sàn nhảy, hồ bơi để mở những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với các đồng đội người Brazil và những người mẫu. Những bữa tiệc xa hoa thâu đêm có thể nói là thác loạn của Ronaldinho kéo dài trong suốt sự nghiệp. Xung quanh Rovão khi đó luôn là 4 năm những cô gái nóng bỏng chân dài. Năm 2014, Ronaldinho lại khiến cả thế giới phải phát sốt với bức hình chụp chung với 5 phụ nữ tư thế phản cảm tại một bể bơi. Từ đại gia đến cảnh phá sản. Từng số tài khoản ngót nghét 100 triệu đô la Mỹ, Ronaldinho vào cuối năm 2018 được cho là đã lâm vào cảnh vỡ nợ khi tài khoản chỉ còn khoảng 7 đô. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin chưa được kiểm chứng. Năm 2007, Ronaldinho và anh trai Roberto Assis dính vào một vụ kiện tụng bị phạt 2,3 triệu đô la Mỹ vì tội xây dựng trái phép và phá hoại môi trường. Sau khi không có ý định trả khoản tiền này, huyền thoại Brazil bị cưỡng chế tịch thu hộ chiếu và kiểm tra tài khoản. Khi đó, tài khoản của Rovão chỉ còn vỏn vẹn 7 đô khi anh đã nhanh trí rút hết tiền của mình ra trước đó. Đến khi những scandal nổ ra, hợp đồng tài trợ của Ronaldinho với các nhãn hàng lớn bị chấm dứt. Thời điểm đó, Rovão vẫn không còn tiền lương ổn định khi đã dừng thi đấu chuyên nghiệp. Đến năm 2018, một tháng sau khi Ronaldinho bị tịch thu hộ chiếu, các công tố viên Brazil khám nhà cựu danh thủ này, tịch biên toàn bộ tài sản của anh, gồm bộ sưu tập xe hơi cùng với những bức tranh đắt tiền. Hè 2019, Fonha tiết lộ 57 bất động sản thuộc sở hữu của Ronaldinho bị phong tỏa khi hộ chiếu Tây Ban Nha và Brazil của anh bị tịch thu. Ronaldinho sẽ không thể bán bất cứ tài sản nào khi mà chưa có lại hộ chiếu. Anh còn nợ chính quyền thêm một khoản thuế khác lên tới 2,21 triệu đô la. Khoản nợ năm 2018 lúc này đã lên tới 2,69 triệu đô la. Vận đen của Ronaldinho chưa dừng lại ở đó, khi mà anh phải chia khối tài sản 90 triệu đô cho tình cũ sau khi ra tòa. Trở thành triệu phú sau khi ra tù. Sử dụng hộ chiếu giả khi nhập cảnh vào Paraguay, Ronaldinho đã bị tạm giam trong tù khoảng 5 tháng và phải trả 1,6 triệu đô la để được tại ngoại. Tưởng rằng sẽ xuống dốc không phanh sau sự cố này,
Không ai ngờ rằng đây sẽ là cột mốc để mà Ronaldinho xây dựng lại khối tài sản của mình. Thực tế là việc ngồi tù giúp cho Rooney trở thành thương hiệu hút khách ở Brazil trong bối cảnh Covid-19 bùng phát. Chỉ một tháng sau khi ra tù, truyền thông Brazil đã tiết lộ Rô Vũ kiếm được hơn 700.000 đô la sau 4 tháng ra tù, tương đương với khoảng là hơn 22 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là việc Ronaldinho được đội bóng cũ Atlético Mineiro mời về quảng bá cho sân vận động và các sản phẩm do câu lạc bộ sản xuất. Ronaldinho được trở thành công dân danh dự Belo Horizonte. Tại đây thì Ronaldinho đã mở một studio và tham gia vào nhiều video âm nhạc sản xuất MV. Theo đó, cựu cầu thủ Barcelona cho ra mắt thương hiệu rượu gin có tên là Arquan, tiếp nối nhãn hiệu rượu đầu tiên của Anh là Vino de Campiones. Ngoài ra, Ronaldinho cũng kiếm tiền thông qua việc quảng cáo cho nhiều trò chơi điện tử nổi tiếng. Anh cũng đã lấn sân vào lĩnh vực trò chơi điện tử khi lập một đội riêng cho mình có tên là R10 Team. Rô Vũ cũng đã nhận quảng bá cho một ứng dụng chuyên về săn vé máy bay và du lịch. Tầm ảnh hưởng của Ronaldinho tại Brazil vẫn rất lớn. Theo tiết lộ của Gimme Sport, Rô Vũ vẫn đang là đại sứ du lịch ở quê nhà và mới có buổi gặp Tổng thống Jair Bolsonaro khi mà trở về từ Paraguay. Trong năm 2021, Ronaldinho có nhiều dự án, nổi bật là ra mắt bộ phim về sự nghiệp bóng đá của bản thân. Trong phim, anh được mô tả là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Giờ đây, ở quê nhà Brazil, Ronaldinho dường như đã trở thành một biểu tượng, một thương hiệu cực kỳ phổ biến trong mọi lĩnh vực. Kể từ khi ra tù, Rô Vũ bỗng nhiên lại rất mát tay với các thương vụ làm ăn. Chả ai ngờ rằng sau khi thoát cảnh ra tù vào tội, Ronaldinho lại tu trí làm ăn và trở thành một đại gia như hiện tại, phải không nào? Nếu muốn theo dõi thêm nhiều video hài hước và độc lạ từ bóng đá, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào!